đầu, đây là tiểu Bạch Long cầm Phunesian ở ngoài cánh. Đây là Miwan của Hoàng Lan ngoài cánh bên kia. Maxi. Vâng, đây là Maxi Hoàng Lan. Việt BM mới là người cầm Miwan đầu cánh bên kia. Và Tôm. Vâng, và Tôm cầm Summerian. Chúng ta cùng theo dõi màn hình của đội trưởng tiểu Bạch Long cầm Phunesian. Bên phía của trường Pháp có một Pan. Vâng, bên phía trường Pháp có hai mark, một Pan, một AC. Vâng, tận hai mark, còn bên Thái Bình chỉ có một mark thôi. Một mark của bên Thái Bình do Chi cầm. Vâng, trận này thì chúng ta cùng chờ đợi xem các game thủ đánh như nào. Tôm thì không lên cung A được rồi. Vâng, Tôm cầm Summer không lên được cung A, nếu bị y đâm thì sẽ tù. Vâng, không thể đỡ được, chỉ có tiểu Bạch Long lên được cung A và Việt BM. Nhưng hai người này thì ở ngoài cánh. Nhà tiểu Bạch Long có thế để đánh cung. BB sẽ nằm ở giữa hai cánh rừng này, đánh cung luôn. Cầm Phunesian không hề xoắn, chỉ xoắn khi gặp Pan thôi. Gặp Mark cũng không xoắn luôn. Vâng, chúng ta cùng chờ xem tiểu Bạch Long đi dò và thấy những đồ ăn gì. Lúc này thì vẫn tạm thời chưa thấy gì. Nông dân của anh vừa anh Dũng giết chết một con sư tử rồi. Cắm cờ cho nông dân đi dò, thấy một... Vâng, nhà anh thì có quá nhiều rừng đẹp. Đây rồi, bãi hiêu. Vâng, bãi hiêu trong rừng hơi tù. Nhà tiểu Bạch Long cũng khá trung trương. Thế thì có, do quanh nhà là nhiều rừng, nhưng đồ ăn thì chưa có gì. Vâng, có lẽ là tiểu Bạch Long sẽ chuẩn bị thiết kế chiếc ép đầu thôi. Vâng, lại gặp sư tử và lại giết chết một sư tử nữa. Nông dân của tiểu Bạch Long trận đấu đầu tiên rất anh dũng. Đồ ăn thì không có, nhưng S thì chuẩn bị thiết kế. Vâng, thiết kế luôn chiếc S ở phút thứ... Vâng, 4 phút 50 giây. Khá sớm. Trận này gỗ sẽ thừa và thực sẽ chẳng có cái gì cho mà xem. Vâng, thấy bãi quả phụ rồi, ăn luôn, khá gần rồi bãi quả đầu tiên và cũng thấy luôn bầu hươu đầu. Như vậy là hai hươu hai quả rồi. Vấn đề là không đùa lùa về. Đây, tiểu Bạch Long lấy gì đỡ đây? Các bạn rằng tiểu Bạch Long cần một quân gì đó, cần AC cho nó máu. Nếu như cầm Maxi thì hơi tù. Vâng, như vậy là Hoàng Minh Nhi trận này kẹp xăm. Hoàng Minh Nhi trận này cầm AC, không phải, màu 3. Chúng ta cùng xem màu 3 là cầm quân gì. Màu 3 cầm Pan. Vâng, như vậy màu 4 cầm Mark. Hoàng Minh Nhi màu 4 cầm Mark. Còn màu 3 là Mèo cầm Pan. Màu 1 cầm AC. Màu 2 tiểu Long cũng là Maxi luôn. Như vậy là sẽ có một nhà kẹp xăm trong góc 3 giờ. Ai sẽ là người giết? Vâng, tiểu Long lên thẳng cung, còn Tôm đánh chém. Đối đầu với một Maxi. Một Maxi của game thủ Hoàng Mai Nhi chắc chắn sẽ đánh y tại nhà và đâm vào nhà tiểu Bạch Long. Nhưng dòng tiểu Bạch Long đánh cung thì sẽ lên được cung A. Vâng, gặp. Vâng, vừa rồi là xe giò của Ngáo. Hai mươi lăm dân, anh xin thêm một dân nữa. Đồ ăn không phải là quá nhiều, thậm chí như là gọi là tù. Không có đồ lùa về. Vâng, trận này thì nghiệt ngã cho huyền thoại tiểu Bạch Long rồi. Vâng, anh nghiệt coi nhà bà ngã, trận này rơi đúng ở nhà tiểu Bạch Long. Giò rất rộng. Đây rồi, một bãi quả. Xa xa, vâng, phải nói là rất xa. Không sao, càng xa càng khỏe. Meo meo, trận này cầm Pan. Đã được thông báo đánh 18 dân. Không biết tiểu Bạch Long đang đi đâu đây. Trên đường đi ra bãi quả phụ thứ hai, tiểu Bạch Long tranh thủ đi dò đường luôn. Chúng cái gì nhau cái đó.
Rồi anh có kích đầu chưa? Vâng, đây sẽ là vâng dân gì? Dòng à. Rất dị. Bài này có lẽ sẽ gây bất ngờ với các game thủ bên phía trưởng phát EC. Ăn hoang dân à. Kích đời. Vâng, biết trước là không thể giữ được nhà. Kích thôi anh. Vâng, bây giờ mới xây BM xong, hơi tù. 11 phút 34. Tiếp tục điền hoàng, gặp rồi, bay hưu. Cạnh rừng luôn. Bay hưu 4, vâng 4 cũng là được. Chặt gỗ được nâng cấp, vâng không được, chưa đủ thực. Vâng, các máy gỗ của Tiểu Bạch Long được bao bế rất cẩn thận. Bây giờ mới có thể nâng cấp chặt gỗ. Hơi tù, hơi chậm. Như vậy đầu cánh của Việt VM là Meo Meo cầm pan, Việt lại lên thẳng cung A. Hoàng Lan cầm Mark sẽ đâm vào nhà pan. Vâng, xả thân chém để cho Mi Hoàng có thể lên được cung A. Vâng, đúng này thì Tiểu Bạch Long đang xây 5 nhà BA với bài đánh ăn hoang dân A của mình. Có lẽ anh sẽ gây ra bất ngờ với tất cả các cầu thủ bên phía trường phát. Thường người dân L với dân A như này thì chỉ có Mi Hoan, nhưng đây là Phonesian cũng dân A. Ăn hoang một bãi hiêu, lực đang rất khỏe. Anh không hề sắp thêm dân sau khi lên đời. Một trận để nguyên dân. Vâng, 5 con cung G sắp đều. Vẫn thừa lực đủ sắp thêm 5 con cung G nữa. Vâng, như vậy là nhà của Tiểu Bạch Long đã bị đâm. Có lẽ là Y đâm vào, không phải mới chỉ là vài con chém nhỏ lẻ của Hoàng Mai Nhi mà thôi. Vâng, đầu tiên Tiểu Bạch Long đẩy thẳng xuống góc 6 giờ. Vâng, như vậy là nhà của ai đây? Vâng, Tiểu Bạch Long đẩy chéo vào cánh bên kia. Vâng, đây rồi, cung hai áo của Max Hê do Tiểu Long cầm. Tiểu Long tức chít đẹp dài. Vâng, cung A hai áo luôn, chứng tỏ Tiểu Long lên đời rất sớm. Nhưng vấn đề ở đây là Max Hê, nông dân không có bánh xe. Tiểu Bạch Long đang tranh thủ. Vâng, vào làm vài nháy rồi lại én. Vâng, đã có Y đâm vào nhà của Tiểu Bạch Long. Y Max Hê của Hoàng Mai Nhi, nhưng vấn đề là nhà của Tiểu Bạch Long không có nhà. Vâng, anh coi trời là nóc và đất là nhà. Bây giờ thì anh sẽ lao vào nhà của Tiểu Long, hy vọng ăn được dân. Vâng, lao vào rồi, Tiểu Long trận này phi cân. Giữ cung giờ và sau đó lao vào, úp chết nhà Max Hê đánh cung A. Vâng, người gọi là Dương Đông kích cây. Tơn vào cân nhà và tơn sau thì úp thẳng vào nhà VA. Không có vàng thì Tiểu Long sẽ sắp cung A kiểu gì. Vâng, Yugi đang đẩy cung giờ, Yugi trận này nằm góc 6 giờ đẩy cung giờ ở nhà Tiểu Long rồi. Khó cho anh phải chạy máy gỗ. Vâng, Yugi đã sang cứu nhà cho Tiểu Long, nhưng Tiểu Long vẫn đang cố gắng mang dân đi móc nốt đại pháp, không phải là mang quân.
là Yugi, trận này được cầm AC là góc 6 giờ anh đang thoải mái phát triển. Đối nghịch với anh góc 12 giờ là việc BM cầm Miwan đã có cung hai áo và kháng khỏi. Timeline cân. Vâng, đây là 24 của Hoàng Lan. Max C còn khá khỏe, có một đạo dụng ấm trong nhà Việt BM. Vâng, còn đây là Việt BM 79/80. Vâng, tham 82/84 rồi. Lúc này thì Việt BM đang đẩy quân đi. Vâng, nhà mèo mèo cầm pan thì cũng không có gì nhiều. Có lẽ phải đẩy xuống nhà màu đỏ. Nhà màu đỏ là nhà của Tiểu Long. Thang của Việt sẽ lên 100 nhanh thôi. Anh hơi thiếu gỗ một chút. Vâng, rất nhiều lạc đà của màu 3 Parmigan đang lao vào nhà của quân thủ Việt BM. Vâng, rất nhiều là bà Parian đã chạm vào nhà Việt BM sau khi anh phá E ra. Nhưng vấn đề là chỉ an thân của Chi chứ không an thân của Việt BM. Việt BM vẫn đang rất cứng. Toàn bộ số lạc đà này sẽ nằm xuống. Lao vào nhà Việt thì dễ nhưng lao ra thì hơi khó. Vâng, Yugi đang công vào nhà của Việt BM. Vâng, nhà của Việt BM đang bị Yugi công vào. Vâng, Max đã đóng ca. Vâng, cái ca này không có tác dụng với cung Lamiwan. Đây chỉ là ca đờ ra. Ca của Max. Nhà Việt đang khá bình. Đã bình lên mất rồi. Vâng, nhà của BM đang bị Yugi công vào. Vâng, như vậy là phút rồi, tỷ số là một đầu ở C đấu thứ tư. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ ba ngay sau đây.